Đấy, cây Nguyễn Hương Blog, người Long An, cuộc sống người Long An. Đây hôm nay vợ mình nấu ăn đã cho ra ngoài đây ăn luôn. Đây gan heo xào giá các bạn. Ngon các bạn. Đó, một dĩa đã đặc biệt các bạn. Ngon lành luôn. Đây, mời các bạn nhé. Đó. Cây ăn mát có bự rồi. Ngon vậy. Sáng nào cũng có dĩa vậy được quá vậy. Nó là trong bánh mì không à? Nam được ăn cơm. Nhai gốc cây mà ăn cười quá. Cắm má. Gốc cây mặn. Để cái ngay để hồi tép bây giờ. Rất là cái chuyện dạ không anh? Vừa mới ra lọc sổ đây có miếng miếng nem nữa. Chơi lụa. Không có dạy à? Để con về chút dạy nha. Thôi ăn đi. Quá ăn quen à. Là ăn nhiều không tốt đâu. Con Long mới ăn thôi. Con lấy ăn hai lần thôi. Bộ lòng vịt hay gà gì xào ăn cho anh ăn ha. Lòng vịt ngon, lòng gà. Lòng vịt mình ăn có thêm cái ruột, bộ lòng có mười mấy ngày à, bữa hai ba lòng ăn cho đã. Nhìn anh ăn thấy hương quá à. Ủa ghê. Để gửi rồi thân ăn rồi. Đây là ốc cây ăn. Nó còn đuổi là đen hả? Ăn cổng lên nói chuyện lớn cái này nó mình dậy nó la. Lục bình chứ. Sao có lục bình? Nó hào cái lắm á. Cá bự nó khôn á, không.
thôi, mới trả này, mới nêm bữa giờ lấy ăn luôn. Ăn đi. Đồ xào của nêm nữa hả? Món kia gỡ ghét quá. Buổi sáng âm u quá, buổi sáng mát rồi à. Buổi sáng trời ơi. 9 giờ mấy à? Ừ. 9:04. Hôm nay là quặng mưa không chừng. Qua nắng gắt quá trời. Ừ. Hôm nay thành phố là bữa nào cũng mưa. Giò nữa, thấy ghét thì ghê. Ý, cái thao thạch hồi sáng ngay... Để chổng chưa, để cũng lạnh. Đúng rồi. Trong chảo chứ. Ừ. Kính kia chút anh về á, anh gỡ cái chai nước mắm giùm em, bỏ vô ướp mà nãy giờ quên luôn trời. Nãy vô á. Mấy có ai đó giùm mình cái nước không ta? Chơi rồi đi khỏi chút nghiệp vô đúng không? Ừ. Ừ, cảm ơn vậy nha. Ừ. Đuổi ra đây phải cho phải trong cung cấp nước cho tôi chứ. No quá vậy. Anh. Ừ. Ừ. Ăn dĩa rồi còn sao không no được. Ăn dĩa quá à. Rồi uống nước vô rồi cảm giác no luôn. Nó ngang à. Rồi miếng làm luôn cho hết. Lưng còn cục cái ấm nổi rồi, sao vậy? Không hết nước nha. Ừ. Nó chủ nhật không anh? Ừ. Không được. Người Việt Nam phải vậy nè. Ai mới chữa miếng vậy? Trời. Xin chào bạn nhé, hẹn lại các bạn với video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Hương Vlog. Nếu thích đăng ký kênh ủng hộ hơn nhé các bạn. Cảm ơn nhiều, chào các bạn. Uống nước hết em. Thank you.
chưa? Rồi. Dữ chưa? Dữ thôi.